5 giờ chiều. Thì cũng như mỗi ngày thì giờ mình bắt đầu ra cho gà, cho cá, cho treo rồi ăn như thường ngày. Trời cũng đang chuyển sắp mưa rồi. Thì tranh thủ để ra cho tụi nó ăn. Tranh thủ chạy vô nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thức ăn cho mấy con treo của mình. Một loại trái cây hiện là rất hot trên thị trường nha. Rồi mời các bạn. Rồi, đây là cái đường ra mấy cái chuồng mình nuôi mấy thú cưng của mình nha. Đây là chuồng gà. Chuồng gà thì trong đây mình có trồng mấy cây nè, quýt nè, sa ri, quýt trái nhiều lắm rồi mà ăn không có được, nó sượng hết trơn à. Không có xịt thuốc thành ra nó sượng hư hết à. Cốc thái trái thì bao la ăn không không hết. Phía trong là vàng chanh dây nha. Đây cũng là cây cốc sa ri. Thì trong đây mình thả hôm trước nhiều gà lắm, nhưng mà hôm nay mình đang sàng lọc lại thì mới mua được mấy em gà hơ mông tướng lực lưỡng, nhìn rất là đẹp nha, quay dễ rồi. Tính nuôi để gầy giống để tặng cho anh em, với lại có ăn thịt mấy giống gà lạ lạ ở miền ngoài. Rồi cận vệ hơi mong. Đây là chuồng treo của mình. Đây những chú treo khá là dạng rồi. Hiện giờ trong chuồng mình còn được 4 con để chúng ngồi rất là thảnh thơi nha các bạn. Thì sáng thì mình cắt rau lan cho muống cho nó ăn dư tới chiều nè, để ban đêm nó ăn thoải mái. Thì bọn này là có cái tập tính là ăn đêm nhiều lắm các bạn. Ban ngày thì nó ăn tương đối thôi, ăn đêm ăn nhiều nó hoạt động về đêm. Thì giờ mình sẽ bổ sung thêm trái cây cho nó, và mấy cây này mình trồng ở trong vườn để vừa làm cảnh rồi cũng là để hái trái cho nó ăn. Thì cơ bản là có mấy cây sa ri nè. Mấy cây sa ri này thì cứ có trái liên tục, mình cứ hái cho nó ăn suốt. Thì bên cạnh đó mình cũng bổ sung thêm mấy cái trái cây khác, giống như chưa đổi món cho nó đỡ ớn vậy. Thì đó là trái gì mời các bạn xem nha. Tên tên đây các bạn, đây các bạn nhận ra trái gì chưa? Đây sai quả quằn cây luôn. Đây hiện giờ trái này đang rất hot trên thị trường cây kiểng nha. Đây là cây siro, trái ra rất là đẹp nha. Đó mình trồng trong chậu thôi nhưng mà trái ra là xâm xê luôn, rất là nhiều. Thì cứ trái nào chín đen á thì mình cứ cắt cho treo nó ăn. Thì lâu lâu cũng đem vô nấu nước uống cũng rất là lạ, thơm ngon. Đây hôm trước mình chỉ thử nghiệm là cho treo nó ăn thử, nhưng mà khi mà thả vô thì thấy nó ăn rất là ngon lành nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay clip cho các bạn xem là mấy chú treo nó ăn mấy trái siro này nha.
Rồi. Trên đường ra thì thấy cây dâu có mấy trái chín nữa nè. Sẵn mình bẻ cho bổ sung thêm cho nó luôn nha. Dâu chín ngọt lắm. Tụi nó cũng thích ăn lắm nha. Nè. Ôi ơi. Thấy cây dâu nhỏ nhỏ vậy chứ bẻ ra trái quá trời nè các bạn. Trái chín thấy mê. Trái này rất là ngọt, bọn treo là rất thích ăn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô chuồng cho tụi nó ăn nha. Rồi các bạn thấy không? À, ăn siro liền, ăn lia lịa luôn nha. Mặc dù trái siro nó tương đối chát nhưng mà tụi nó cũng thích ăn lắm nha các bạn. Rồi mình lựa những trái mà chín đã chín đen rồi á, chín đen như vậy nè, thì cho tụi nó ăn cho đỡ chát với mủ. Kiếm ăn liền thấy chưa? Treo nó rất là thích ăn trái cây nha. Bởi vì có cái loại nào thì mình cứ thử cho nó ăn cái loại đó. Nó ăn cũng đa dạng lắm. Hôm trước mình nuôi cũng nhiều lắm, khoảng 7-8 con rồi. Và sao nó có bị hao hụt mấy con, giờ còn 4 con. Thì bữa trước nó có đẻ được một con nhưng mà bị mấy ông tí xơi thịt, xơi tái luôn. Rồi để mình tìm cách để bảo vệ tụi nó, chứ đẻ ra kiểu này mà để mấy ông tí hớt tay trên không rồi mấy bạn. Mấy con này thuần nữa là mình đang hiện giờ đứng cách tụi nó có khoảng chừng mét nè các bạn, cho nó ăn riết rồi nó cũng quen rồi, nó không có nhát quá nhát. Mỗi lần mà ra đây là mấy hậu vệ này mê lắm, đây ra canh sát sao lắm. Nó vô mấy con treo là quảng lọn luôn, nếu không có mình đó, nó ngồi ăn canh vậy đó. Đó nè các bạn coi đó, ăn say mê luôn thấy không. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là cái loại trái cây vừa làm kiển, trồng kiển rất là đẹp, trái ra nhìn rất là hay, mà cũng vừa là có thể cho mấy con thú cưng của mình ăn luôn nha. Các bạn thấy nó ăn không? Thì ở trong một con đang chạy ra, nó nghe thấy mình cho ăn nó chạy ra nó kiếm mồi. Thì cây siro hiện giờ là được mọi người trồng kiển rất là thích nha các bạn, đặc biệt là phụ nữ, mấy chị em thích ngắm trái siro lắm, với lại nấu nước siro uống giải nhiệt cũng khá là mát và lạ miệng. Rồi.
con ở trong cũng bắt đầu ăn rồi đó. Nhà bạn nào có nuôi treo thì nếu có điều kiện mình trồng một hai chậu siro giống của mình nha, thì vừa làm bố trí cây kiểng cho đẹp sân vườn, vừa là có thức ăn để bổ sung cho mấy bạn treo treo của mình nha. Video sẽ đến đây mình xin tạm dừng nha. Hẹn các bạn các video sau mình sẽ review lại những cái thú cưng của mình ở trong sân vườn nhà mình. Chào các bạn.